Bữa nay em sẽ massage Thái cho anh. Chứ là gì? Thì à, ngồi im nha. Tại mày massage Thái ai kêu mày rên? Massage đàng hoàng đi. Tại vì người ta phải mở nhạc á, còn em phải có âm thanh. Tao hay nói giáo già mẹ đó, không hiểu sao Lý chịu nổi mày. Phê á. Ê, tao mệt nha, tao mệt nha. Thằng kia, mày làm gì vậy? Ê, đứng lại coi. Gì? Mày làm gì mày chạy vòng nãy giờ vậy? Mày điên hả? Trời ơi trời, tụi bay không có nghe tin gì hả? Tin gì? Xích chua. Ủa khoanh. Mày điên hả? Không update tin tức gì hết trơn vậy? Ca nên mày đứng gì vậy? Anh mua nước mắm á, về anh để dành ăn, anh trữ. Nước mắm gì sao lẹ mày? Không hỏi. Ướp mày sao mà trữ nước mắm? Em đủ mặn rồi. Chứ mày chửi gì? Nói nhỏ nhỏ thôi bên kia biết. Xăng lên giá. Trời đất ơi. Giá. Cái chuyện đó ai cũng biết rồi ông nội. Rồi mắc mớ gì mày đi chửi xăng gì? Trời ơi, cái đầu óc không biết đầu óc kinh doanh chứ. Xăng lên giá rồi bây giờ mình phải chửi xăng. Đến bữa nó lên giá, thậm chí nó không có hàng bán. Lấy đâu mà đi? Trời ơi, mày khùng vừa vừa phải thôi. Xăng hết là có xăng đi vô cho mày chứ từ bây giờ mày nghĩ hai cái can này của mày rồi mày chửi được bao lâu? Thì bây giờ góc gió thành bão, hai cái can này nhỏ nhưng mà chạy qua chạy lại qua tao đổ một bình trong đó. Tao nói mày nghe nè, không ai mày đi chữ xăng trong nhà hết lỡ mất công mà cháy nhà cháy nguyên chung cư này sao? Tao cũng đã tính tới chuyện đó rồi. Tao chữ xăng tao để trong toilet, đâu có bị gì đâu. Sao nói gì mày cũng cãi đó. Nhưng mà không có ai mà đi chữ mấy cái này. Lỡ mất công mới cháy nhà mà giờ nếu mà có cháy thiệt nha, tao bán cái mạng tao cũng có đủ tiền đền cái nhà này đâu đó. Khùng quá, tự nhiên bây giờ người ta không chữ thì mình chữ chứ mắc gì không chữ. Không biết cái đầu bài toán kinh doanh gì hết trơn. Mày ngồi đó đi. À, ý bây giờ mày chê đúng không? Ừ. Ít bữa mà xăng lên giá mà ra mà xe mà không có xăng đi là đừng có mà xin tao nha. Chứ tao cần á. Ờ, nhớ đó, tao đi trữ tiếp. Massage tiếp. Ê, tao mệt nha. Thôi dẹp mẹ luôn đi. Anh Lý. Mày khai thiệt đi Hài. Hả? Cái này là giấy cái mày tô màu lên đúng không? Anh nói gì mà em tổn thương quá vậy? Ê, tao nói mày nghe nè Hài. Tao nhớ rõ ràng là tao đưa cho mày nhiều tiền để đi chợ lắm mà. Mày cho tụi tao ăn cơm với xúc xích ở dưới leo vậy không là sao? Anh đưa cho em nhiêu tiền? Tao đưa mày 200. 200 ngàn. Tiền cơm em mua hết là 60. Ừ. Xúc xích 10 ngàn một cây. Ừ. 3 cây xúc xích 90. Rồi 101 đâu? Em đi xe ôm. Xe mày đâu mày không đi? Em sợ tốn xăng, em đi xe ôm. Còn bị xe ôm mình đi hết 101 luôn hả? Rồi không đủ luôn á, em bù thêm á. Còn mày đi đâu vậy? Em đi siêu thị quen của em nè. Siêu thị quen là ở đâu? Thủ Đức. Bà nội mày điên hả? Mày từ Tân Phú mà mày đi về Thủ Đức chi vậy? Ở đây cũng có siêu thị mà. Nhưng mà ở siêu thị bên kia em đi quen rồi. Đi quen chứ, nhưng mày phải biết tiết kiệm tiền cho anh chứ. Siêu thị bên kia bán đồ thiệt. Chứ chẳng lẽ mấy siêu thị kia bán đồ giả? Tại đó giờ em đi bên kia mà. Ai chứ mày đi bên kia? Anh Lý dẫn. Mày bị khùng hả? Hả? Ở đây cũng có siêu thị mà. Bữa tiện đường công tác đi ngang qua vô siêu thị không em? Vô luôn. Trời ơi, tụi bay bị điên rồi. Rồi mất mới gì mà đi tiền hết 101 dữ vậy? Cái tiền đó bây giờ tao nói mày nghe, mày bỏ 50 ngàn mày đi mua xăng mày đổ vô xe mày, mày chạy đi chạy về vẫn còn dư 60 của tao luôn á. Phải không? Cái gì nữa? Trời ơi, cái nhà này một mình thằng này nó ngu rồi. Mày đừng có ngu heo nói nữa giùm tao một cái. Tiền tao đâu phải là giấy đâu. Xúc phạm nha bạn. Mình không có ngu. Mình rất là thông minh. Chỉ có quan trọng là bạn chưa thấy được cái sự thông minh của mình thôi. Kiếm gì? Điện thoại tao đúng. Alo, dạ em nghe ạ. À, dạ đúng rồi ạ. Ủa mà bên em giáo gì em? Dạ bên em giao đồ phụ kiện công tác. À rồi anh nhớ rồi. Ủa mà khoan, hôm bữa anh nói rõ ràng là anh kêu bên em giảm tiền ship cho anh, bên em giảm mà sao giờ 300 ngàn lận? Trời ơi, em làm vậy là chết anh rồi. Thì ngay từ đầu anh hỏi là bên em có giảm tiền cho anh không, thì bên em nói giảm, thì bây giờ tự nhiên cuối cùng không giảm sao được. Bây giờ sao? Ok, bây giờ theo ý anh vậy đi nè. Rồi ok, chốt vậy nha. Tình luôn khổ quá nè. Vậy giải quyết gì? Vụ gì? Trời ơi, hôm bữa tao đặt mua bông tai hết 200 ngàn. Rồi xong mới đòi ship tao 100 ngàn. Nhưng mà xong rồi nói chuyện hồi nó kêu hôn để nó giảm 50 ngàn. Là còn 250. 250 ngàn tiền tiếp à? Ừ, 100 ngàn giảm 50% là còn 50. Là 250 tao thấy ok đi. Cả đời cuối cùng vợ báo nó không giảm nữa do xăng lên. Trời, muốn bán gì chéo me vậy? Ừ,
xong rồi cuối cùng đâu mà tao deal lại với nhỏ đó, nó kêu thôi bây giờ á nó giảm tiền sản phẩm, nó không giảm tiền ship. Là tiền sản phẩm 200 ngàn nó giảm là còn 100 ngàn, rồi thêm tiền ship 100 ngàn, cuối cùng là 200. Đó, cuối cùng chốt vậy đó. Ủa Quang, cái gì kỳ vậy ta? Tại sao tiền sản phẩm 200 ngàn nó giảm xuống 100 ngàn được, còn tiền ship 100 ngàn nó giảm xuống 50% là giảm 50 ngàn, nó không chịu? Thì tao đâu biết đâu, chắc nhiều khi là mấy cái phụ kiện bông tai nó lời quá thì bây giờ nó vậy, nó giảm cái đó cho tao, còn tiền xăng nó đâu giảm được đâu, xăng phải mua bên ngoài mà. Nó có, ủa kỳ ta, nó có thể giảm tiền xăng cho mày mà nó không giảm tiền kia, nó vẫn lời 50 mà. Thì ai biết đâu, tao cũng nói y chang mày đó mà nó không chịu. Rồi nó bà con của anh Lý mà. Tao quýnh mày giờ bà con. Rồi tao quýnh vô mỏ mày, giờ mày ăn cái kiểu gì mày quăng trong tô tao hết vậy? Thì tao ăn được cái này không à, tao không ăn được cái vỏ, tao chừa cái vỏ cho mày ăn. Thiệt luôn á, mà tao nói nghe nè, kiểu giống như rằng giờ buôn bán lợi mấy trăm ngàn à, khó khăn ghê luôn á. Ê, tao có cách nè. Cách gì? Bây giờ nó nhất quyết không giảm tiền xăng cho mày đúng không? Đúng tiền rồi. Ship á. Này bây giờ mày về, mày ok mày chốt với nó là mày sẽ mua sản phẩm, nó giảm mày 50%, 200 ngàn còn 100 ngàn đúng không? Đúng rồi. Mày kêu nó khỏi ship, mày tự tới đó lấy, đỡ tốn 100 ngàn tiền xăng. Thôi. Nhưng mà nó vẫn giảm cho mày giá 50% sản phẩm nha. Mà chỉ tốn 100 ngàn thôi. Hay vậy ta. Đúng là chỉ có anh thôi á, chỉ có anh mới kéo được cái sự thông minh, kéo lại cái chỉ số IQ của nhà này luôn á. Tao mới tới lý mày đỉnh mà mày. Được đó, hợp lý. Để tao gọi điện tao nói nó. Gọi điện nói nó đi. Ê mà nói nghe nè. Gì vậy? Còn cách này hay hơn nữa nè. Cái gì nữa? Nãy mày kêu là bây giờ mình qua đó mình lấy đúng không? Ừ. Vậy thì mày đi chung với tao. Đúng rồi, thằng nào đưa ra sáng kiến thằng đó phải chịu chứ. Lẹ đi, thay đồ, giờ tao vô chuẩn bị. Mày ăn luôn tô cơm của tao luôn đi, chứ nhìn vậy hết ăn nổi rồi. Vậy nha, tao vô tao thay đồ, mày lẹ đi á. Cũng mày không á. Bây giờ bắt tao đi với nó nè. Riết cái nhà này không có tao là không làm được gì hết trơn á. Rồi chừng nào mới tới? Thì cũng gần tới rồi, ráng đi xíu đi. Ráng đi xíu, nãy giờ 80-90 xíu rồi chưa tới. Ở đó mà gần, gần mà tiền ship 100 ngàn mà kêu gần. Thì ai biết được đâu, mệt ghê, sao mày cứ làm bèm hoài à. Làm bèm hoài. Dắt cái xe ra không có một giọt xăng nữa mà cũng dắt đi được hay thiệt chứ. Ủa xe thì bữa giờ mày đi không chứ có ai đi đâu. Tao hôm nay tao mới lấy đi chứ bộ. Rồi bây giờ hay vậy lấy xe đạp đi cho rồi đi lấy cái xe này ra không có đi đạp được hết chân. Nãy giờ chắc buồn quá. Nhà có chiếc xe đạp đâu đâu lấy. Rồi chừng nào tới? Thì mày ráng đợi xíu đi, đi lâu xíu cũng được. Đấy bộ thấy mẹ luôn. Ê, giờ mày muốn đi nhanh hơn không? Muốn. Không tốn xăng luôn. Muốn. Tao có cách nè. Cách gì? Đi mày ơi. Đẩy hoài mày bóp cái thắng sau đi. Ủa vậy hả? Ủa mày bóp chứ con tức là con bóp đâu. Ủa cái đà cái tay tao. Mày dắt hoài không nổi đâu. Mệt quá tìm cách khác đi. Bây giờ ráng đi, ráng tới cái chỗ cây xăng người ta bán ngoài đường rồi đổ xăng đi đỡ chứ sao. Ủa rồi mấy cái bình xăng dự trữ của mày đâu, sao mang theo? Mày khỏi khôn quá, chắc tao uống xăng lúc nào tao cũng đem xăng bên người đó. Thì giờ sao? Đưa tiền tao đổ xăng hay sao chăng vậy? Điên quá. Tao mang theo đủ tiền để lấy đồ tặng cho bạn gái thôi à. Là mày đem đúng có 100 ngàn hả? Đúng rồi, đem em có đúng 100 ngàn à. Mang tiếng đại gia ra đường mà cầm có 100 ngàn là sao? Thì mệt quá, giờ sao có lấy vô, mày có tiền không đưa đi. Hay quá, bữa nay thằng Tình hỏi Lý có tiền không. Sao? Còn đúng 20 ngàn nè. 20 ngàn thì cũng đổ đường tí rồi. Chắc cũng đủ để chạy về tới nhà đó, đi. Ê, trên kia có chỗ đổ xăng dạo luôn kìa. Ừ, ráng đẩy đi. Mệt ghê. Bỏ cái tay ra đừng có bóp thắng. Thói quen nghề nghiệp ba ơi, bóp thắng mới an toàn chứ. Ê, chị ổn ổn rồi. Đổ xăng, đổ hai bình. 20 ngàn à. Sao 20 ngàn được nhiêu lít vậy? Nhiều không? Cũng được miếng á. Ok 20 phải không á? Dạ 20. Rồi, ok. Trời ơi, mệt ghê. Mày lật cái lốp cốp làm gì? Mở đổ xăng. Đổ xăng cốp trên cha. Ủa quên, lâu rồi không chạy xe này. Bật. Bật. Xong rồi đó mấy anh. Rồi, bây giờ mình lên xe mình đi được rồi đó. Ủa em gái,
Dạ. 20 ngàn của anh ít ra cũng phải được nhiều hơn xíu chứ em. Ờ dạ, bây giờ tại vì xăng lên giá á, nên là lố một giọt của em lỗ, mấy anh thông cảm giùm em nha. Nha. Hoan hỷ nha. Nha. Trời ơi. Cảm ơn mấy anh nhiều nha. Có gì muốn quay lại nha. Không bao giờ quay lại đâu. 20 ngàn xăng mà được có nhiêu đây. Tranh thủ chạy được nhiêu hay nhiêu. Lên nó lên máy. Lên lên lên. Bye bye em. Sao vậy? Sao vậy? Gì vậy? Đổ nữa hả anh? Hết xăng rồi hả? Mới đổ 20 ngàn mà. Hết 20 ngàn của tao rồi đó hả? Mấy anh muốn đổ nữa không? Em còn. Ok, tạm biệt em, hẹn gặp em một ngày khác. Dạ. Tạm biệt mấy anh nha. Em gì Bảo? Mày không á? Mày không á? Đâu cả ngông, cả ngông. Đâu? Gì vậy? Mà mắc gì sáng giờ lấy đồ mà giờ tui về? Mày đi mà hỏi nó đó. Vô gì? Đi xe không đổ xăng mang tiếng giàu lắm mà. Sao ra ngoài đó không có tiền đổ xăng giờ về đổ thử tao à? Có cái mỏ mày kìa. Mang tiếng cũng mua xăng chữ đó mà. Sao lúc hết xăng không lấy ra đi? Ủa? Bộ ra ngoài đường lúc nào cũng đem theo hai căn xăng dắt bên mình nhìn giống như là ngày xưa mang hồ lô uống rượu quá. Ủa bộ chắc tao biết là bây giờ hết xăng hay gì? Thôi nè. Uống miếng nước đi, uống miếng nước. Không cãi mày nữa mày. Ủa tao cần cãi với mày quá à. Bớt nóng. Ủa gọi gì? Alo nghe nè em. Ấy vậy em chạy qua nhà anh em lấy được không? Chứ anh không đem qua được đâu. Ủa, tự nhiên bắt em qua lấy. Mỗi khi anh Toàn mang qua tận nhà em hả? Thì bình thường anh đem qua cho em, thì bây giờ em tự bút người qua lấy để quà đem về đi. Anh hết thương em rồi đúng không? Thì đúng rồi. Trời ơi má ơi, bây giờ xăng tăng rồi, nghĩ sao vậy? Muốn lấy thì qua đây lấy, còn không thôi. Anh đang dám nói chuyện với tôi vậy à? Vậy thì mình chia tay đi. Gì? Cô thích tôi hả? Tôi nói cho cô biết, xăng tăng tôi còn không sợ nói chi là cô. Chia tay. Hay như vậy. Đàn ông con trai phải như vậy. Dứt khoát một lần không may phải buồn. Anh Tình ổn không anh Tình? Nhưng mà tao thích nhỏ đâu lắm rồi. Con nhỏ nào mày cũng thích hết trơn á. Không nhỏ nào mày chừa hết trơn á. Mày yên tâm. Mày mà danh sách người yêu chờ của mày nhiều lắm. Con muốn mất con này bỏ lấy con khác. Vậy thôi. Nhưng mà mày nói đúng đó. Biết gì ở đó tao chữ xăng tự nhiên đi cho đã, xong hết xăng giờ tuyên chia tay người yêu vì mấy chuyện này tào lao chứ. Đó, mày thấy chưa? Ngay từ đầu nghe lời tao đi, chữ xăng nhiều vô, coi xăng kỹ vô. Chủ quan có tiền là giải quyết được vấn đề. Rồi ra không có tiền đổ xăng luôn, nhục nhã chưa? Rồi, biết rồi. Nhưng mà anh Lý ơi. Cái vậy? Mấy can xăng mà anh mua anh trữ để đó đây bao giờ cần, để không có dính chuyện này nữa đâu. Không, nhưng mà anh Lý, nhưng cái gì mà nhân hoài đang bực mình. Mấy hoài. Cái can xăng chuột nó cắn đổ hết trong toilet rồi. Gái chuột cắn đổ xăng đổ hết luôn. Đổ hết luôn. Mày thấy chưa, tao nói rồi chữ xăng không có tốt đâu. Đằng nào cũng bị lũng mà. Thấy không, không cháy nhà thì cũng bị chuột cắn. Đáng đời bị chưa. Rồi giờ sao? Ai biết được. Bởi vậy tốt nhất không nên chữ xăng trong nhà. Cái xà beng đâu? Chi vậy? Nó tung cái nhà này bắt từng con chuột cho tao. Tao bắt nó uống 40 lít xăng tao mới chịu được. Bà nội cha mày. Bình tĩnh. Lý. Thằng Lý đâu? Lý. S.O.S. Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tam thứ hai. Nhóm tôi ba anh em Tình Lý luôn tranh đùa nhau. Hợp thức được hai tôi chính là một người tên luôn tranh đùa rồi chuyện bao đồng.